cô Tony là nạn nhân của chiến tranh Việt Nam. Trong cái lộn xộn và bi thương của cuộc chiến, bà đã mất đi cả tuổi trẻ của mình. Một viên đạn lạc bay thẳng vào cuộc sống. Bác sĩ Mỹ ở Sài Gòn lúc đó nói, thôi, về nhà coi gì ngon hơn thì cho ăn hết đi, rồi không quá 6 tháng đâu. Nhưng kỳ lạ, cơ thể bà tiết ra một lớp nhầy về kín viên đạn, khiến nó không thể phá hủy cơ thể. Chỉ đau nhức dữ dội lúc trái gió trở trời. Tuy nhiên, vì viên đạn nằm ngay cuộc sống, hệ thần kinh bị tổn thương nên bà trở thành người tàn tật ở lứa tuổi 25, lứa tuổi đẹp của đời người. Bù lại, trí tuệ của bà khá minh mẫn, trí nhớ tốt, hồi trẻ đẹp trai hơn Tony gấp chục lần. Bao nhiêu kiến thức trên trời dưới đất đều được bà truyền cho Tony một cách hấp dẫn, từ Tam Quốc đến Thủy Hữ, đến văn minh phương Tây, đến cơ bản tiếng Anh và tiếng Pháp, tình yêu và sự khát khao khám phá kiến thức nhân loại. Giữa lúc đất nước khó khăn vào đầu thập niên 80, rời Sài Gòn về quê ngoại, nhớ lúc đó má Tony nuôi 4 chị em với đồng lương giáo viên của một cô giáo tiểu học trường làng. Bà không dám ăn cơm nhiều. Mỗi lần chỉ ăn một chén và nói, tôi tàn tật vậy, ăn chỉ để sống, có làm gì ra tiền đâu mà ăn. Nên chị hai tinh ý, mỗi lần bới cơm thì lèn thật chặt. Rồi một lần bà quyết định về quê, về lại Lộ Vòng Cung, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi lục bình dập dềnh trôi trên dòng sông cái răng tím ngắt mỗi chiều. Bà nói nếu cứ ở lại Ninh Hòa, thêm một miệng ăn buồn lắm. Vì thấy mình bất lực, đẻ con ra mà không cho nó sung sướng ngày nào. Mà thật ra, ba cũng quần quật chống gậy đi làm đủ thứ, từ ra xã dạy bổ túc văn hóa, đến mốc đất làm nồi, làm bếp lò, làm mấy con thú bằng đất sét xinh xinh cho Tony chơi, trồng cây trong vườn, từ sáng đến chiều ở ngoài nắng mà chẳng thấy lúc nào thở than. Một thời oanh liệt, một học sinh thủ lĩnh trường Phan Thanh Giảng Cần Thơ, một người từng có biệt thự Hồ Sen ngay cầu Tân Thuận Sài Gòn, giờ trở thành một người đàn ông tàn tật, lam lũ ở một chốn thôn quê xa xôi, không điện, không nước, ăn chẳng bao giờ được no. Bà nói, học xong, ba chỉ một lần đi thực tập ở U Minh, bị thương rồi giải ngũ. Cuộc chiến thật khốc liệt, thật bi thương, mỗi gia đình người Việt, dù ở chiến tuyến nào, vẫn có người nằm xuống. Những thanh niên trẻ măng 18 đôi mươi ra trận, trước khi chết vẫn thống thiết gọi cha mẹ, dù dòng Bắc, dòng Nam. Suốt ngàn năm, đất mẹ Việt Nam và những con cháu lạc hồng cứ phải oằn mình vì loạn lạc, mất mát, chia ly. Bà nói, như câu chuyện tái ông mất ngựa, cái mày cái rủi nó đi với nhau. Vì không trực tiếp tham gia cuộc chiến nên không chết tàn tật đã là may. Hiểu thời cuộc nên bà vô cùng lạc quan với số phận. Có lần má đi dạy về trễ, bà còn một tay chống gậy, một tay bưng chầu quần áo cả nhà đi giặt, té lăn kình ra giữa sân, bò bò, qua quào, lượm lại từng cái áo, cái quần vá đùm vá níu của mấy mẹ con, nhưng lại cười. Nụ cười méo mó của một người đàn ông từng giỏi giang và kiêu hãnh. Tony còn nhớ, cứ mỗi sáng, má dậy sớm pha 4 bình nước, mỗi đứa mang theo một bình để đến trường. Tony nói, ủa sao nhà mình không có ăn sáng như nhà khác? Chị hai nói, mày mệt quá, uống nước cũng no bụng vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy là cả nhà ngồi suy nghĩ kiếm gì để cho vào bụng bữa nay. Mỗi lần như thế thì ba lại ngồi buồn, nói ghét cái bao tử quá, cứ đói hoài. Nhiều lúc nổi nóng muốn đập nát đôi chân tàn phế. Rồi ba cũng lặng lẽ nhìn theo dáng lon ton của Tony xách cái thau đi mượn gạo. Tony là chuyên gia đi mượn hay đi mua chịu đủ thứ, quen mặt khắp làng khắp xóm, vì không có mắc cỡ như mấy chị, tính tình lại vui vẻ thảo mai, ai cũng vui khi gặp. Xong cái về ngồi ghi lại trong sổ chi tiết cẩn thận, như mượn gì hai tròn hai lon gạo, mượn cậu năm được mấy đồng, nợ nước mắm ông Long, nợ dầu lửa bà Bảy. Cuối tháng má lãnh lương, Tony nói để con tính cho. Giải bài toán trả ai trước, ai trả sau, ai dễ chịu có thể khất được. Tony nhỏ xíu xiu nhưng lanh mắt ớn, nên sau này quản lý tài chính giỏi cũng nhờ vào những tháng năm ấy. Hồi đó trong làng có nghề làm lá buông, một loại lá dài như lá cọ, phơi khô rồi xé sợi nhỏ, đan thành giỏ sách. Cả nhà ai cũng phải làm, trừ Tony được ngủ sớm vì học trường chuyên, tháng nào cũng có 13kg lúa của xã cho. Cứ đến đêm, mấy chị lớn học bài xong thì lập tức ra bắt tay ngồi đàn lá ngay. Vừa làm vừa nói chuyện trong làng trong xã, dưới ánh đèn dầu leo lét đến khuya. Còn Tony đang được hai cái thì mỏi tay, bẻ chân, bẻ lưng nói mỏi, nên má cho đi chơi. Trẻ con thôn quê ngày ấy thật vui, đêm trăng sáng, các bạn tập trung quanh nhà hay ra đồng chơi đủ trò tự nghĩ ra. Còn đêm trời tối, ăn cơm xong, Tony trải tấm chiếu lên đống lá buông trên sân, được gom lại sau khi đã phơi khô.
Hai cha con nằm chơi trên đó, nhìn lên trên trời ngắm triệu triệu ngôi sao lấp lánh. Bà hướng dẫn Tony phân biệt các chòm sao. Đây là sao Đại Hùng, kia là sao Thiên Long, Thiên Miêu, Sư Tử, Lạp Khuyển, vì hình giống con gấu, con mèo, con chó nên có tên gọi như vậy. Hình ảnh vũ trụ bao la, mênh mông thiên hà khiến Tony vô cùng thích thú. Có bữa thấy sao băng, bà nói cứ thấy sao băng thì mình cứ ước mơ, phải nhanh thì mới thành sự thật. Lần nào Tony cũng ước là nhà mình có tiền để ăn sáng. Vì có lần Tony xỉu giữa lớp, cô giáo hỏi sao, Tony khai thiệt. Ông hiệu trưởng kêu má lên mắng quá trời, nói sao cho nó có 13 kg lúa mà cô đem đi bán hết, không cho nó ăn. Má lúng túng cười trừ, nói tôi xin lỗi, để về nấu cháo cho cháu. Và ước mơ sao băng ấy đã thành sự thật. Cứ mỗi sáng, Tony được chén cháo trắng và thấy ngon hơn bất cứ cao lương mỹ vị gì trên đời. Có lần Tony nhầm sao băng với máy bay. Thấy có đốm sáng di chuyển hoài mà không tắt, bà nói đó là máy bay thương mại của mấy hãng hàng không nước ngoài bay qua vùng trời nước mình đó con. Như tụi Đại Hàn hay Nhật, nếu nó bay qua Bangkok thì sẽ bay ngang qua Nha Trang rồi trả tiền vùng trời cho nước mình. Nó bay cao lắm, cả mấy cây số nên mình thấy chỉ là một đốm sáng thôi. Tony hỏi bây giờ trên đó người ta làm gì thế? Bà nói giờ chắc là giờ ăn tối, các tiếp viên sẽ đẩy xe đựng thức ăn ra, ai ăn gì thì ăn, uống gì thì uống. Rồi bà giải thích về ngành hàng không, máy bay phản lực khác máy bay lên thẳng ra sao, cất cánh hay hạ cánh thế nào. Bà nói sau này nếu học giỏi con sẽ được đi máy bay, thích lắm. Rồi sau đó cứ thấy sao băng, Tony ước mơ bà hết tật nguyền, hai cha con lang thang khắp nơi trên thế giới. Tony hỏi lại chứ mỗi lần thấy sao băng thì bà ước gì? Bà nói bà ước cho con lớn lên thông minh, khỏe mạnh, viết tiếp ước mơ còn dang dở của mình. Cứ đêm đêm trên chiếc chiếu ngoài sân ấy, hai cha con nằm ngước nhìn lên trời, nói chuyện rì rầm. Giọng ba đều đều, nghe một hồi thì Tony ngủ mất tiêu. Má ra sân ẵm vô nhà, sờ xương xuống lạnh. Trong giấc mơ của cậu bé Tony chấp chới những chiếc máy bay đủ màu sắc trên bầu trời, thật lung linh, thật đẹp. Cái ngày ba đợi một hai về lại quê nhà, má cản dữ lắm. Nói ông ngồi không một chỗ cũng được, chiến tranh đã qua rồi, nhiều đứa trẻ mất cha thì đã đành. Mấy đứa con mình, tôi muốn có đầy đủ cha mẹ, để lớn lên bình thường. Nhà phải có âm có dương, có mặt trăng mặt trời, chứ tôi chỉ là một người mẹ, la mắng xoèn xoẹt thì cũng không dạy dỗ được nhiều. Bà suy nghĩ nhiều, nhưng cứ mỗi buổi ăn, xong chén cơm thứ nhất, mọi người nhìn nồi cơm độn đầy khoai và nói thôi no rồi, như người khác. Lúc nào trong nồi cũng còn một chút, nhưng không ai dám ăn. Ngày nào cũng vậy, chịu không nổi, nhưng lúc má và mấy chị em đi học, bà viết lại lá thư trên bàn và ra đi. Trong thư nói tôi đi về quê, nhờ anh em bạn bè giúp đỡ. Vài năm rồi quay lại, nhớ nấu cơm đừng có bớt gạo, phần của tôi chia cho tụi nhỏ ăn thêm chút đỉnh. Bà chống gậy xuống ngã ba, bắt xe về Cần Thơ, trong túi không có một đồng. Ngồi ở vệ đường ngoắc miết, cả chục chiếc đâu có một chiếc Quảng Ngãi chịu dừng lại. Bà chủ xe thấy người tàn tật, ốm tong, ốm teo ngồi lết giữa đường, thấy tội quá cho đi quá gian, vừa không tốn tiền vừa cho ăn cơm no bụng. Bà kể thôi cũng không biết lấy gì đền ơn, bèn ngồi sát cửa, thấy xe dừng lại là mời khách lên xe, phụ thần lơ. Bà nói chuyện vui nên trên xe ai cũng cười nghiêng ngả. Nên giờ mỗi lần vào Sài Gòn chơi, về lại quê, ông cứ đòi lấy xe Quảng Ngãi, dù giá vé cao hơn nhiều, cứ tới Ninh Hòa thì xuống. Và Tony cũng vậy, thích người Quảng Ngãi và giọng nói miền quê ấy, đôi khi cứ nói học thành hạt và thấy rất dễ thương. Rồi đất nước mở cửa khi Tony vào cấp 2. Những năm tháng tuổi thơ khốn khó tưởng đã phai nhòa. Chiều nay kết thúc khóa học ở HBS, chia tay bạn bè đủ mọi quốc tịch, Tony đi bộ qua bên kia sông, định mua ít đồ rồi sau đó đón taxi ra thẳng sân bay Logan về nước. Lúc băng qua cầu Anderson Memorial, chợt thấy hai cha con người Mỹ, cậu con khoảng 3-4 tuổi, ôm con gấu bông nhỏ, người cha trạc tuổi Tony, cả hai đều mặc đồ quấn khăn rất kỹ. Trời lạnh mà vẫn đi dạo chơi trên bờ sông đầy tuyết, bóng cha con đổ dài. Bỗng dưng chợt nhớ câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi, lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Mới thấy trên trái đất này, đứa con bé bỏng nào cũng hay lẻo đẻo theo cha, và tình phụ tử ở đâu cũng đều thiêng liêng và ấm áp. Nắng chiều nhuộm vàng cả dòng sông Charles, tuyết vẫn dày, hàng cây bên đường rụng hết lá.
Nhìn những miếng băng trôi bồng bềnh, chợt nghĩ đến lục bình tím ngắt trôi theo con nước sông Tiền sông Hậu, nghĩ về thân phận những người miền Tây lưu lạc khắp nơi, nghĩ về những năm tháng bà sống ở miền Trung nhưng trong lòng không nguôi nhớ về quê cũ. Nói trong bụng, nếu tối nay lên máy bay mà không ngủ được sẽ viết một bài về ba. Tony ngồi viết bài này khi đang ngồi trên máy bay của Eva Air và trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Máy bay bay qua Nhật rồi Đài Loan, ngừng một tiếng đồng hồ ở sân bay Đào Nguyên Đài Bắc rồi bay về Tân Sơn Nhất. Và bây giờ máy bay đang bay không phận trên lãnh thổ của mảnh đất hình chữ S. Nhìn qua màn hình định vị vệ tinh, thấy dưới mặt đất là ký hiệu của núi đồi ruộng vườn xanh thẳm. Không biết ở dưới có hai cha con nhà nào quê thì quê, nghèo thì nghèo, cứ đêm đêm trải chiếu nằm ngoài sân, nhìn lên trời ngắm sao, ngắm máy bay, rồi nói toàn chuyện xa xôi như tuổi thơ Tony không nữa. Sao đứt ruột chờ mong của mẹ, thương con mẹ đưa qua sông Hồng Hà mùa thu, Hà Nội mùa thu, một ngày mùa thu đầy gió, con sao sang sông bạc gió, con xin thương ai lội sông lội sông.
con sao thủy chung của mẹ thương anh, con sao đứng ruột chờ mong của mẹ thương con. Mẹ đưa qua sông Hồng Hà mùa thu, Hà Nội mùa thu, một ngày mùa thu đầy gió, con sao sang sông bạc gió, con si thương ai lội sông, lội sông tìm ai, con sao sang sông, con sao số lòng bay xa. Bye.